là đường Trần Bình Trọng ha, đi thẳng vô hẻm 22 đấy. Và chị Tám, bà Tám ngồi ở đây mỗi ngày là một món khác nhau. Hôm nay là món bún riêu, Lê Hương cũng ăn được một vài lần rồi. Cay từ bữa nào, bữa qua kia, qua con Kim Anh tới giờ á. Và đây quý vị ơi, buổi chiều hôm nay của Lý Hương đây. Trời ơi, nhìn ngon quá. Lâu ghê rồi mới ăn bún riêu. Quán của chị Tám này thì nằm ở hẻm 22 Trần Bình Trọng ha. Lý Hương cũng ăn được nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi ngày là mỗi món nha quý vị, nên là không biết là khi nào là có bún riêu đâu. Lý Hương đã từng ăn là canh bún, bánh canh cua, rồi bún măng vịt, rồi hủ tiếu, rồi nui nhiều lắm. Nói chung là mỗi ngày một món. Và hôm nay thì gặp bún riêu. Và nhắc tới bún riêu thì Lý Hương lại muốn chọc thèm quý vị, nhất là những vị khán giả ở xa quê. Ở đây thì có những cái nguyên liệu như là ốc nè, đậu hũ, thịt, rồi cua, rồi huyết ha. Đấy. Và đây là một quán cũng khá dân dã thôi, bán tầm giấc trưa cho đến giấc chiều. Còn đây là món Lý Hương định tráng miệng, nhưng mà thấy cái đá nó tan hơi nhiều rồi, chắc Lý Hương làm món khai vị luôn quá. Và món này thì cũng khá là nổi tiếng nha, ở quận 5. Đó là bánh lăng của chị Mười. Ở đây thì Lý Hương rất là thích cái gọi là bánh lăng dừa đây là quý vị. Cái phần này khi mà mang về Lý Hương ginh bằng cái gờ mên ha, nên là nó có vẻ nó hơi bị bấy ra rồi, và đá cũng tan rồi, nên Lý Hương sẽ ưu tiên dùng làm món khai vị trước. Bây giờ xin mời cả nhà cùng dùng với lại Lý Hương trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Xin mời quý vị. Đây, tô bún riêu. Wow, khá là nóng quý vị ơi. Trời ơi. Buổi trưa tầm bây giờ, buổi chiều chứ mới đúng hơn. Có một tô bún riêu như thế này thì thiệt là rất là lý tưởng quý vị ạ. Cua nó mềm, nó thơm gì đâu. Cái vị của chị Tám thì nấu Lý Hương thấy giống như cái vị của gia đình đó, nên là ăn cảm thấy là rất là vừa, rất là vừa. Nếu mà buổi chiều chiều thì có thể là ghé quán của chị để ăn. Ăn rau cho quý vị nha. Nhiều quý vị rất là thích Lý Hương ăn rau, hấp lên một cái thèm ơi là thèm. Và như vậy thì Lý Hương đã có thể làm cho mọi người không bị biếng ăn. Rất là thuận tự nhiên để chữa. Nãy với hương chua lên mắm luôn á. Giờ lên mắm cho nó đậm đà ha. Nếu mà ăn ở phía dưới luôn á thì nó sẽ nóng hơn. Giờ trên nhà hơi nguội chút, nhưng mà để quay cận cảnh hơn cho quý vị. Tô bún riêu thì Lý Hương quyết định là mua gà mên đem về nhà. Cua nè quý vị. Huyết. Rất là vừa ăn. Mùi vị thơm thơm, quen thuộc như là ở nhà mẹ nấu.
Hơi nhắm tay quá vậy. Thường thì buổi chiều chiều á mà có được một cái tô như thế này thì quá là lý tưởng đối với Lý Hương. Còn quý vị thì sao? Hãy để lại comment cho Lý Hương biết nhé. Nhiều người nói Lý Hương rất là dễ ăn, nhưng mà thật ra cái dễ của Lý Hương cũng là cái khó. Lý Hương thích ăn những cái món mà có rau, có nước, có bún, món thuần Việt Nam nhiều. Đôi khi thì nếu như sống ở đất nước nào mà suốt ngày chỉ ăn pizza, ăn bánh mì thì chắc rồi đây là một cực hình đối với Lý Hương. Hiện tại bây giờ là như vậy. Quý vị có ai có cảm giác giống như vậy không? Chả. Rất là đã quý vị ạ. Ăn một cách ngon lành. Vì là quán dân dã, không tốn chi phí mặt bằng, nói chung là giống như bán ở nhà thôi, nên với cái số lượng như thế này, thịt rất là nhiều, thì giá tô này chỉ có khoảng là 30 ngàn thôi quý vị, rất là hợp lý đúng không? Hấp hết đâu à? Vừa đủ no. Nó khoảng 80% cái bao tử. Quá đã quý vị ạ. Và để tráng miệng cho cái mùi mắm tôm này, Lý Hương sẽ dùng tiếp hai cái bánh lăng, một là cái bánh lăng sữa, còn một là cái bánh lăng dừa. Lý Hương rất là thích cái bánh lăng dừa, nên là Lý Hương sẽ ăn sau, sẽ ăn trước cái bánh lăng này. Cái bánh lăng này thì nhiều quán thì Lý Hương thấy cũng có vị tương tự, nhưng mà đặc biệt là cái bánh lăng mà làm bằng dừa, trời ơi cái lớp mặt nó béo lắm quý vị, khác hẳn so với những quán mà Lý Hương đã từng biết. Lý Hương ăn từ thời mà nó khoảng là 3.000 một cái, hình như bây giờ lên là 3.500 một cái rồi quý vị ạ.
Quán này cũng mấy mươi năm rồi đó, ở ngay góc đó thôi, ngay chung cư chợ quán ha. Có điều cái nước cà phê thì hơi đắng đối với Lý Hương, cứ để cho nó như vậy thôi. Ăn ở phía dưới thì nó nguyên vẹn hơn, còn đem về đây bỏ vô cái gà mên á, cái lớp dừa nó hơi dính vô cái phần gà mên. Cái vị dừa nó béo mà nó thơm mà nó ngon mà nó dường sao á. Nói chung là tuyệt vời. Tại vì quay phim nên Lý Hương ăn như vậy, chứ thường một cái Lý Hương xử một muỗng. Tuyệt vời quý vị ơi. Và đấy là buổi chiều hôm nay của Lý Hương, một ngày bình thường của Lý Hương. Nếu như mà quý vị thấy Lý Hương chọc thèm thành công thì hãy để comment cho Lý Hương biết nhé. Và đừng quên like video nếu thích nhé. Và tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Lý Hương. Bye bye.